Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu dần, tháng kỵ Sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày mậu dần tức chi khắc can có nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ, kỵ tuổi, nhâm thân, giáp thân, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, giáp thân, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài, tốt về cầu tài lộc, khai trương, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao thiên thủy, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao kít sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa. Sao hoang vu, xấu mọi việc, sao địa tạc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi tý á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ cảm thấy hối hận khi mà từ bộ đoạn tình cảm vừa rồi một cách vội vàng chỉ vì cá tính riêng của mình vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà với bạn mệnh tuổi tý đã khiến cho người ấy bị tổn thương Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có thủy sinh xuất chua mộc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tí nên phải bình tĩnh trở lại, đừng có để cho mọi sự trở nên rối riêng, không thể nào khiến cho thời gian quay trở lại. Nhưng bạn cũng có thể tìm cách để sửa sai, biết đâu người ấy sẽ tha thứ cho bạn thì sao. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cứ ngỡ rằng mình hoàn toàn ổn khi sống một mình. Nhưng khi nhìn thấy những người xung quanh đã có đôi có cặp thì bạn lại có cảm giác trong tranh đôi phần cô đơn vì không có người ở bên để bầu bạn mỗi ngày về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim tình duyên không như ý cảm thấy cô đơn từ vi tuổi bính tý thuộc thủy lạc lõng trong chính gia đình của mình từ vi tuổi mậu tý thuộc Hỏa, thiếu đi sự cảm thông và chia sẻ với nhau từ vi tuổi canh tý thuộc thổ nên hiểu và thông cảm cho đối phương từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hy sinh mà chẳng được hưởng thành quả. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh chia chở cho bạn cho nên tạm thời thoát khỏi nội lo về vấn đề tài chính bạn mệnh có thể yên tâm để chi tiêu mua sắm dần cho những ngày Tết sắp tới Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi xỉu, cuộc sống không có chuyện này xảy ra thì lại có chuyện kia làm cho bạn phải lo toan. Ngày này với bà tuổi xỉu đang gặp ngày có mộc thổ mâu thuẫn cho thấy chuyện tình cảm gia đình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng khá nhiều và với bà tuổi xỉu không thực sự thấu hiểu cho những nỗi lòng của đối phương. Với bà tuổi Sửu đang háo hức vì những ngày Tết sắp đến thì người ấy lại cảm thấy chán nản vì có bao nhiêu công việc phải gánh vác lên vai, trong khi bản thân bạn không hề có dấu hiệu gì cho thấy sẽ đứng ra chia sẻ gánh nặng đó với nửa kia. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình cảm không diễn ra như mong muốn, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tài lộc được dồi dào, có nhiều tiền bạc trong tay. Tử vi tuổi kỵ sửu thuộc họ kiếm tiền dễ dàng hơn hẳn so với bình thường. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ có được nguồn thu nhập ổn định. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc dễ nảy sinh hiểu lầm trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bà tuổi dần cần phải cố hết sức để đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho mình bản mệnh có thể sẽ cảm thấy bối rối lúc ban đầu nhưng sau đó lại khá chi là hào hứng vì mình đã làm chủ được cũng chính nhờ thế mà với bạn tự dần đang có được sự quyết đoán làm cho bạn có thể kiếm được một khoản tiền lớn về tay. Cơ hội kiếm tiền đến là bạn nhanh chóng nắm bắt chứ không hề chần chừ do dự quá nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tự dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này không hề tốt cho sức khỏe của bạn, ảnh hưởng nhiều tới chức năng gan, thận Chính vì thế mà với bạn tuổi dần nên lưu ý để chăm sóc cho sức khỏe của mình, nhất là đối với những bạn đang có tiền sử về bệnh gan, thận. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, sức khỏe không tốt, sẽ có vấn đề về gan, thận. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, chủ động và độc lập trong hành động. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, tự kiếm tiền bằng chính năng lực của mình tử vi tuổi canh dần thuộc mộc sẵn sàng đối phó với những khó khăn ở phía trước tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không hề nạn lòng dù có gặp khó khăn hay là thất bại đi chăng nữa vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành dần mạo tương hội, đây là tin tốt lành cho bạn tuổi mão và đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân thì trong ngày hôm nay có được đào hoa nở vượng. Bạn có thể tìm được cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy và bạn cũng đừng có để cho cơ hội vượt qua một cách đáng tiếc với bà tuổi mão tình cảm có thì nên nói ra chứ đừng có giấu giếm ở trong lòng bởi lẽ chẳng ai đứng in một chỗ chờ bạn tới khi bạn chần chừ do dự chưa nói ra được tiếng yêu thì có khi đã có bao nhiêu người ngoài kia chiên chân giành lấy tình cảm của đối phương rồi trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi mão đang có điểm báo họa phá tài sắp tới gần. Và bạn tuổi mão đang thiếu đi sự tỉnh táo và sáng suốt, cho nên sẽ đưa ra những nhận định sai lầm, đầu tư kinh doanh lầm chỗ, chẳng thấy tiền đâu mà toàn là thấy sự hao hụt, mất mát về tiền của vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy đừng có chần chừ nói lên tiếng yêu từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tiền bạc hao hụt dễ làm ăn thua lỗ từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ cẩn trọng khi tính toán trong chuyện làm ăn từ vi tuổi tân mão thuộc mộc có cơ hội chạm tay vào hạnh phúc từ vi tuổi quý mão thuộc kim đào hoa vượng sắc sớm thoát khỏi cảnh cô đơn và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba ấy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là may mắn với mình khi có được cả tiền bạc và tình cảm đều đi theo hướng đúng của bạn ngày này với bạn tuổi thìn đó, Tam hội phù trợ, bản mệnh nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trong mối quan hệ về tình cảm. Mặc dù có những mâu thuẫn đã được hóa giải, nhưng vẫn có những vết gợn ở trong lòng. Và với bạn Tù thìn, không chấp nhận điều đó nên đã cố gắng hết sức mình để tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp để người ấy dần quên đi tổn thương trước đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho thấy bạn mệnh tuổi thìn có thể kiếm được khá chi là nhiều tiền trong ngày hôm nay nhờ những sự nỗ lực từ ngày tay trái của mình. Với bạn tuổi thìn, đã cố gắng sắp xếp thời gian trong ngày để có được tình như ý và tài lộc cũng được dồi dào. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, mau thuận tan bín, rạn nứt được hàn gắn. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, dễ kiếm tiền từ nghề tay trái. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, nên tìm cách để cải thiện chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống gia đình của bạn tuổi tỵ ngày hôm nay và với bạn tuổi tỵ cứ mãi suy nghĩ hy sinh cho người khác bạn mệnh cuối cùng lại là người phải chịu thiệt thòi ấm ức nhiều nhất. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng với bà tuổi tỵ khó tránh khỏi những lúc cảm thấy bị tủi thân khi mà mọi người đều hân hoan vui mừng với niềm vui riêng, chẳng ai ngỗ ngàng quan tâm tới cảm xúc của bạn cả. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho thấy với bà tuổi tỵ hãy dành nhiều thời gian để kiếm tiền quên đi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm thì hơn. Bạn mệnh có thể sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong chuyện kinh doanh, buôn bán, tiền bạc rụng rịnh trong tay ngày hôm nay. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, mâu thuận bùng nổ, gặp nhiều vấn đề xảy ra. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, kiếm tiền thuận lợi, tài vận hanh thông. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, kinh doanh phát đạt, tiền bạc được dồi dào. Từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim chịu nhiều thiệt hoài ấm ức tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy không được hiểu cho nỗi khổ của mình và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi sửu tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là Vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cho nên cái mối quan hệ trong gia đình của bạn tử ngọ trong ngày hôm nay dần được cải thiện tốt hơn cùng với không khí náo nức đón xuân về mọi người cũng đã mở lòng với nhau không giữ mãi những khúc mắc mà đã tâm sự chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa rồi đối với những bạn đang quản độc thân thì vốn cũng không mong chờ gì nhiều vào việc đón tình yêu vào thời điểm cận kề Tết như thế này. Nhưng đúng là khi tình yêu đến thì không có gì có thể ngăn cản được và bạn hãy mẹ mẽ đón nhận hạnh phúc của mình. Đôi khi hạnh phúc lướt qua mà chúng ta lại chẳng hề hay biết với bà tử ngọ, bạn vốn thẳng thắn và phóng khoáng nhưng lại có phần vô tâm, không hề nhận ra rằng tình yêu đã gõ cửa ở gần mình, vậy nên vô tình bộ qua một cách đáng tiếc. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cần phải chú ý để không bỏ lỡ mất hạnh phúc đến với mình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình yêu gõ cửa trái tim. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa đào hoa khởi vượng tình duyên như ý. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên tìm cách để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đừng để mình phải hối hận về sau này. và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi mùi đang có được nguồn thu nhập khá chi là vượng vàng và ổn định, giúp cho bạn mệnh thêm phần yên tâm hơn rất nhiều. Những nỗi lo mua sắm ngày Tết cũng dần được xua tan đi với bạn. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với chính người thân trong nhà vì chuyện tình cảm của mình. Bạn muốn chờ đợi định mệnh của mình trong khi mọi người lại thúc giục bạn sớm chấp nhận chuyện mai mối. Còn đối với các cặp đôi thì lại rất dễ nảy sinh tranh cãi chỉ vì những chuyện có thể xảy ra trong những ngày sắp tới và có thể xảy ra thôi nhưng với bạn tuổi mùi luôn chua rằng đó là sự thật và cố gắng bắt ép đối phương phải làm theo ý của mình. Phải tử vi tuổi ất mùi thuộc kim chớ nên chấp nhặt những chuyện vụn vặt tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy hãy thoải mái chi tiêu theo ý của mình tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa sự áp đặt càng khiến cho mâu thuẫn gia tăng tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tiền bạc được dồi dào thoải mái mua sắm tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng tự cho mình là đúng Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi thân không có nhiều hy vọng vào việc hàn gắn mối quan hệ tình cảm đã bị rạn nứt của hai bàn. bạn bạn mệnh và người ấy vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cũng chính vì những mâu thuẫn trong quan điểm cho nên những cuộc nói chuyện diễn ra ngày càng trong không khí nặng nề. Thay vì hiểu nhau hơn thì đôi bên lại càng hiểu lầm sâu sắc, hố sâu ngăn cách giữa hai người càng lớn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tử thân lại đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh, góp phần tô thêm màu xám trong bức tranh ảm đạm của bạn ngày này và với bà tuổi thân đang có họa mất tiền hao của đến gần tin lầm người do tiểu nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn đi sai phương hướng làm cho bạn mất tiền hao của về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy mâu thuẫn bất đồng từ nhiều quan điểm tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa dễ bị tiểu nhân lừa gạt lấy mất tiền bạc tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ họa phá tài rình rập chẳng có tiền tiêu, tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, tình cảm không như ý, dễ nảy sinh canh cãi, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, cẩn thận trọng hơn trong việc đầu tư kinh doanh. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc, cho nên với bà tuổi dậu khó lòng có được vận trình tình duyên như ý. đào hoa ảm đạm đối với những bạn đang quản độc thân thì hết lần này tới lần khác bị thất vọng khi mà người ấy cho rằng những cố gắng của bạn là chưa đủ chân thành. Và với bạn tuổi dậu, tình cảm không phải lúc nào cũng dễ nói thành lời. Bạn muốn dùng hành động để chứng tỏ lòng mình, nhưng đối phương thì không chấp nhận đơn giản như vậy mà chỉ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Các cặp đôi thì cảm thấy tình cảm trở nên nhạt nhẽo khi không có nhiều thời gian dành cho nhau vào thời điểm cuối năm bận rộn như thế này. Ai cũng có những mối quan tâm riêng của mình, tình cảm không còn đặt lên hàng đầu như trước nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tình cảm phai nhạt theo thời gian tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa chưa tìm được một nửa của riêng mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ cần phải chia sẻ những suy nghĩ của mình nhiều hơn tử vi tuổi tan dậu thuộc mộc nhân duyên chưa tới đành phải chấp nhận tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng quá cố chấp mà lại tự hại mình Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tuốt thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tuốt chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuốt trong ngày này đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Cho nên bạn có được điểm sáng trong ngày thứ bảy. Nhờ quý nhân, xe duyên chỉ lối cho nên với bạn tuổi tuất dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương. Và bạn chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là giành được trái tim của người ấy. Ngày này với bà tuổi tuất vợ chồng có được một ngày ngọt ngào bên nhau khi không khí chuân vẻ mang thêm nhiều cơ hội cho bạn và người ấy thể hiện sự quan tâm, chăm sóc kỹ càng đối với người mình thương luôn đặt ở trong tim. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn kiếm tiền một cách dễ dàng hơn. Chỉ với ngày tay trái của mình, nhưng bạn mệnh tuổi Tuất có thể đạt được những thu nhập khiến cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Và thực ra, đó là thành quả xứng đáng bạn được hưởng vì bạn đã rèn luyện bản thân mình thật tốt trước đây. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ có nghề tay trái với thu nhập ổn định tử vi tuổi mậu tốt, thuộc mộc cứ nghĩ mình đã có được mọi thứ trong tay tử vi tuổi canh tuất thuộc kim tiền đầy túi tình đầy tim tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy dễ mặt mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành dần hợi nhị hợp cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì sẽ sớm thoát được kiếp độc thân nếu như bạn biết nắm bắt được cơ may về tình duyên trong ngày hôm nay và với bạn mệnh tuổi hợi cần phải chủ động hơn bày tỏ tình cảm của mình cho người ấy biết. Các cặp đôi cũng sẽ có được những kế hoạch ngọt ngào bên nhau trong những ngày sắp tới. Mọi người thường lo lắng sẽ xảy ra mâu thuẫn khi không thể thống nhất được với nhau về những kế hoạch vui Tết, nhưng may thay điều đó lại chẳng xảy ra với bạn tuổi hợi gia đình hòa thuận, không khí vui vẻ, rộn ràng, thực sự tạo ra được tâm trạng cực kỳ là phấn khởi cho bạn tuổi hợi. Với những mệt nhọc bạn đã trải qua vừa qua, dần tan biến hết khi bạn ở bên những người thân yêu của mình. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm thăng hoa rực rỡ trong ngày hôm nay tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ những mâu thuẫn nhanh chóng được tháo gỡ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có thêm nhiều kỷ niệm đẹp ở bên nhau. Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, hàn gắn được những vết trả nứt về tình cảm. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, đào hoa khởi vượng, tình duyên phơi phới. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.